Các đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, cầm đầu là Nguyễn Ngọc Thanh, 29 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định do có mối quan hệ gia đình nên Thanh đã bàn bạc thống nhất Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Quý Lượng đều trú tại quận Nam Từ Liêm để tìm cách